tục với series phần 2 của anh chàng nhân viên may mắn và giàn gem ha văn phòng của anh ta. Mở đầu một ngày mới, anh chàng đang chăm chú làm việc thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh ở đâu đó. Như đánh hơi được tiếng của mỹ nhân, anh chàng nhanh chân chạy đến tọa độ tiếng kêu. Đây là một cô nàng nhân viên khá là xinh xắn. Gương mặt thì là của học sinh nhưng thân hình thì là của phụ huynh. Cô nàng sau khi nhìn thấy anh chàng béo thì đã có biểu hiện cắn môi như kiểu: "À, thì ra đây là một con gà trống béo. Mỹ nhất định sẽ thịt được mài." Sau đó anh chàng liền chủ động nhặt giấy tờ cho cô. Sau khi nhặt xong, anh chàng đang định rời đi thì cô nàng gọi anh ta lại và bảo anh chàng hãy kéo mình dậy. "Tôi không ngờ ở đây kiếm người yêu dễ vậy. Anh em nào muốn kiếm ghẹ thì cứ làm như trong video là được nhé." Nhưng đúng lúc này có một giọng nói quen thuộc vang lên làm anh chàng giận mình nhát ý thì đè lên cô em này. Thì ra đó là cô sếp của anh chàng. Anh ta cứ nghĩ là sẽ thoát được nhưng không ngờ cô sếp vẫn phát hiện ra. Cô em kia thấy vậy liền nhanh chóng rời đi. Còn cô sếp thì lại nhìn về phía cô ta với ánh mắt hình viên đạn. Ngày hôm sau, cô sếp lại mang trên mình chiếc quần tất mà tôi rất thích. Đi theo bên cạnh cô là một em gái nhìn cũng khá là vừa mắt thằng em tôi. Sau khi đi vào chỗ mọi người làm việc thì cô sếp giới thiệu: "Đây là nhân viên mới sẽ làm ở phòng chúng ta." Sau đó cô nàng chào hỏi tất cả mọi người nhưng cô lại chỉ tiến đến và bắt tay anh chàng béo. Tôi dự là sắp có một màn tranh chống không thể tránh khỏi rồi. Một lúc sau, em gái này chủ động tiến tới chỗ anh chàng còn lấy một bên tai nghe của anh ta đeo lên để nghe cùng. Cô sếp một bên nhìn lén hai người, nhưng cô nàng kia vẫn không hay biết mà vẫn chỉ khen bài hát anh chàng nghe rất hay. "Em có điều không biết chứ phim Nhật anh ta xem còn nhiều hơn nhạc em nghe nữa đó." Cuối cùng cô sếp cũng không thể xem tiếp được nữa. Cô liền sai cô gái đi làm việc khác để đỡ phải ăn cơm chó tiếp. Lúc này anh chàng mắt hướng về phía cô sếp. Trong đầu anh ta không ngừng hiện lên hình ảnh của hai người có một đêm mãnh liệt vào buổi tối ngày hôm đó. Chuyển sang chỗ em gái đang đi in tài liệu cho sếp. Cô nàng tạo ra các tư thế rất là vừa mắt người hâm mộ. Nhưng đang loay hoay không biết cô ấy làm gì, không biết cô vô tình hay cố ý. Cô lại bị kẹt ở trong chiếc máy in. Lúc này anh chàng nhận ra thời cơ của mình đã tới. Anh ta tiến đến hỏi tình hình. Sau khi kéo tay cô nàng mà không có hiệu quả, cô nàng liền gợi ý anh ta nên kéo mình từ phía đằng sau. Sau khi được cô nàng cho phép, anh ta liền túm lấy vòng eo của cô và kéo mạnh một phát. Lập tức cô nàng thoát được ra, nhưng tư thế ngồi của cô mới là vấn đề anh em kinh tơ chú ý. Như một kịch bản được sắp đặt sẵn, cô sếp lúc này đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cô sếp tiến tới và hỏi hai người đang làm cái gì ở chỗ đông người như vậy. Thấy vậy cô nàng kia liền nhanh chóng giải thích rằng anh béo chỉ đang cố gắng giúp mình thôi. Nhưng lúc này cô sếp gì còn thèm nghe lời giải thích từ cô ta nữa. "Tôi ngồi ở nhà còn ngửi thấy mùi giấm chua nữa là..." Em nhân viên này thấy cô sếp có phần thái quá và liên tục có lời nói khó nghe. Cô liền tiến tới còn bắt miệng với cô sếp luôn. Cô bảo rằng có phải cô sếp có ý với anh béo không mà mỗi lần khi cô và anh béo gần nhau là cô đã sùn sùn lên rồi. Nếu cô mà phủ nhận thì cô sẽ trực tiếp buông anh béo luôn. Lúc này tất cả mọi người cũng như anh béo đang chờ đợi câu trả lời của cô sếp. Cô sếp sẽ trả lời như nào? Phủ nhận để rồi mất chồng hay có phương án nào khác? Anh em nhớ đăng ký để chờ phần 3 ra nhé.